chị Thảo, hay còn gọi là chị Thảo. Thì nếu mà các bạn có follow, Không cần đâu, không không cần hả cần chị? Nếu như các bạn có follow Diva thì hồi 2 tuần trước mình đã bàn về chủ đề chống lão hóa, đúng không? Đặc biệt hai cái con người U50 là trên 40 nha. Ở đây thì ngày hôm nay mình sẽ bàn một cái chủ đề khác, liên quan với tới kỳ kỳ hơn, là đó là về dầu và mụn. Chị Thảo thì người có da khô thì có thể là 2 tuần sau mình sẽ bàn về chủ đề da khô. Nếu bạn nào muốn bàn về chủ đề da khô thì comment cái livestream này nha. Và các bạn nhớ đừng quên share cái livestream này để mình lan rộng tới cái việc chăm sóc da đúng cách. Thì Kỳ Kỳ đi sơ và lại ngày hôm nay mình sẽ bàn về gì nha. Tại vì Kỳ Kỳ chị Thảo thường sẽ là rất lan bang. Nếu mà quên đó thì các bạn nhớ nhắc nha. Ngày hôm nay mình sẽ đi qua là những điều nên và những điều không nên làm khi chăm sóc da dầu và mụn. Trong đây nãy giờ Kỳ Kỳ đọc đó, có những cái câu hỏi mà ở nhà mình hay làm quay về mụn rồi đó, có nên hay không? Đó thì các bạn ở lại chơi với Kỳ Kỳ chị Thảo nha. Chào Loan một lần nữa nha, hồi nãy giờ không có nghe, Loan, xin chào bạn Kim Loan. không có thấy, không có nói tiếng được Các á. bạn hãy share livestream cùng bác sĩ Thảo đi. Bởi vì bác sĩ Thảo ha, bây giờ nói lại ha, do nãy mình nói không ai Đúng nghe rồi, đúng dạ. không? Hồi nãy mình đang nói là thực ra là ở đây chủ đề da dầu và mụn thường thường sẽ dành cho các bạn tuổi mới lớn, có thể là thông thường là sau ba mấy bốn mươi mấy thì ít có bị mụn nhiều hơn ha, da dầu bắt đầu nó hết cái cảm giác mụn, nó vẫn còn dầu thôi nhưng da dầu vẫn phải cần chăm sóc ha, tuy nhiên nó không bị vấn đề nặng nề của mụn thôi, ít hơn là cái tuổi dậy thì hay tuổi mới lớn ha. Như vậy thì nếu như các mẹ mà là có nghe buổi livestream ngày hôm nay thì cũng nên lắng nghe cái chủ đề này để biết cách chăm sóc làn da cho con của mình như thế nào để cho con mình về sau không bị cái hậu quả nghiêm trọng đó là sẹo rỗ ha. Bác sĩ Thảo ở nhà có một đứa con gái da cực kỳ dầu ha, như một nhà sản xuất dầu luôn á, miễn phí từ tóc, da mặt, da cổ, da lưng, trời ơi, da lưng luôn, da người đó, nó dầu kinh khủng luôn. Thì mình đã chăm sóc nó từ lúc nó bắt đầu dậy thì á, là nó bắt đầu nổi mụn, và để làm sao cho bé nó không bị cái tình trạng là mụn trứng cá hay mụn viêm quá mức và gây ra cái hậu quả nghiêm trọng đó là sẹo rỗ về sau ha. Sẹo rỗ là một cái tự ti không bao giờ sửa chữa hết 100% cực kỳ khó ha các bạn, do đó là nên biết cách chăm sóc và điều trị da mụn á kịp lúc kịp thời và đúng cách để mình không có những cái hậu quả nghiêm trọng về sau ha. Ok, Tại mang vì như tên lần bác trước mình sĩ. nói sẹo rỗ là rất khó chữa trị đúng không chị? Tốn kém nữa. Hình như chị Đúng ngồi hơi bị điệu á. Rồi Kỳ Kỳ thấy cũng đông đủ hơn 101 người rồi. Hello, chào Nguyễn Trang nha. Rồi trong đây trong cái script này là Kỳ đã nói rồi, giờ tới chị á. Chị cũng nói rồi đúng không, giờ tới em nè. Chị Thảo Không ơi. cần phải cầm kịch bản dữ Không có. Tại vì sợ lan man. Rồi bây giờ trước khi nè, thôi bây giờ không cần kịch bản nha. Nhưng mà trước khi mà mình muốn giải quyết cải thiện một cái vấn đề gì đó, mình phải luôn tìm hiểu cái nguyên nhân, đúng không? Mọi thứ, kể cả trong tình yêu nữa, các bạn thế nào cãi mà cãi tay đôi được, các bạn phải coi tại sao các bạn lại gây lộn ngay từ đầu. Thì bây giờ ở đây có chị Thảo có chuyên môn đúng không? Em cũng có một khoảng thời gian làm việc ở trong về mỹ phẩm rồi, nhưng mà thực ra từ lúc làm livestream với chị á, em biết thêm được nhiều thứ mà trước đây mình ngộ nhận nha. Nhưng mà không sao hết, trong cuộc sống mình luôn, Bác Hồ đã nói rồi, học 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 nữa, nữa học mãi. Không có gì là phải xấu hổ khi mà học hết, học học hết trơn á. Cho nên ngày hôm nay chị có chuyên môn về về lĩnh vực da rồi giải phẫu học này nọ, thì chị hãy cho em biết để em coi coi em có biết đúng hay không, phải không, là nguyên nhân của dầu và từ đó gây ra mụn. Ok, đang bác sĩ đang bị trả bài, đang bị khảo bài. Thực ra dầu dầu và mụn nó là một chủ đề, hai cái thứ nó liên quan với nhau, chữ nó chắc nó liên quan với nhau mật thiết luôn ha. Thì trên làn da của chúng ta, cấu trúc da của ta chúng ta ha, luôn luôn ở dưới cái lớp biểu bì trên bề mặt đó, thì ở dưới nó sẽ luôn luôn có một cái tuyến bã, nó một cái túi vậy nè ha, xong nó có cái ống thoát dầu ra, nó tiết dầu nó đi ra ngoài, và bên cạnh đó là một cái chân lông. Thì để là có cấu trúc da, mình lên Google mình có thể search được những cái chuyện đó ha. Thì cái tuyến bã của những người da dầu á, nó sẽ tiết dầu nhiều hơn ha, và lúc nào nó cũng tiết hết. Ví dụ như là hôm đó mình thức khuya, mình làm việc nhiều, mình bị stress, mình uống trà sữa nhiều, mình ăn cá viên chiên nhiều, ví dụ như vậy, thì cái tuyến bã nó, cái tốc độ tiết nhiều hay ít á, nó tùy thuộc vào cái lối sống rất là mật thiết luôn ha. Do đó là
tại sao có những người họ họ có thời điểm tự nhiên họ bị mụn nhiều thì là nhiều, họ sẽ bị tiết dầu nhiều, đặc biệt là sau khi họ stress thì tự nhiên thấy mụn quá trở lên ha. Như vậy thì nguyên nhân của da dầu và mụn thì chính là cái sự sản xuất dầu của người da dầu đó, nó quá nhiều ha. Rồi khi mà dầu tiết ra như vậy ha, tức bã nó tiết ra trên bề mặt mình thấy có những cái lỗ chân lông đúng không? Mỗi lần nó chuẩn bị hình nó cái ống đúng không? Mình vậy nó dễ hiểu hơn. Này là cái gì? Này là cái túi ha. Xong rồi cái ống ha. Thì cái ống này á, nó, nếu như mà dầu tiết càng ngày càng nhiều thì nó sẽ nở ra, và chất bã nó sẽ tích tụ trên bề mặt. Mà nếu như là mình da dầu mình thấy rờ là nó nhớt đúng không? Thì khí hậu mình mà dơ, bụi nó bám vào rất là dễ ha. Mặt cái là thấy đen rồi ha, đúng không? Thì cái chất bã nó sẽ bám lên cái miệng lỗ chân lông, và cùng với cái chất cái tiếng bã ở bên trong ra, nó sẽ trở thành cái mụn đồ đen. Nghe đó là một cái chất béo rất là béo. Lipid. Một cái chất béo rất là ngon. Thì, là dầu á chị? Đúng rồi ha. Dầu và bụi bẩn nó tạo thành một cái chất bã ở chỗ đó. Thì cái con vi khuẩn nó rất là thích ăn cái đó, đúng không? Thì nếu như mình làm không có sạch da, hoặc là da mình mất cân bằng, nó không có hàng rào bảo vệ, nó yếu kém đi, thì vi khuẩn nó sẽ tấn công vào, nó gây nhiễm trùng, viêm lên tại chỗ đó ha. Vi trùng càng nhiều, ví dụ mình đưa tay mình sờ, mình nặng, mình móc, tay mình là rất dơ, rồi mình móc thì nó sẽ đưa vi khuẩn vào, nó cùng với chất bã nó ăn chỗ đó, nó gây viêm. Khi có vi khuẩn là bao giờ nó sẽ gây, cơ thể mình sẽ tạo ra một cái phản xạ là chống lại con vi khuẩn đó, cho nên nó tạo phản ứng viêm. Viêm nó đánh nhau đã đời, nó tạo ra mủ. Mủ là xác của vi khuẩn và bạch cầu ha. Thì đó, nó tạo nên cái sự viêm tấy, đánh nhau dữ dội chỗ đó, và cái tổn hại mô tại chỗ là cái da thịt mình nó sẽ bị viêm tấy và nó chết đi ha. Nó chết đi, sau đó mình chữa trị kháng sinh, kháng viêm, uống thuốc các kiểu các kiểu. Sau đó nó lành. Nó lành thì hậu quả là gì? Mình đã mất một miếng thịt do tụi nó đánh nhau đó ha. Viêm tấy lên, nó mất miếng thịt, và sau khi lành nó sẽ lõm xuống, nó thành sẹo rỗ hay là sẹo da mụn ha. Đó là cái quy trình nó như vậy. Mình hiểu cái cơ chế của da dầu và mụn, nó là một cái cái chuyện nó cứ lặp đi lặp lại như vậy. Ví dụ như mình điều trị mụn đi ha, đi bác sĩ da liễu điều trị mụn, thì bác sĩ sẽ cho mình kháng sinh nè để chi, giết vi khuẩn, kháng viêm nè để mấy cái viêm tấy đó nó giảm đi, nó dịu xuống rồi, vậy thôi. Tức là người ta đang điều trị triệu chứng. Triệu chứng là mình đang bị sưng viêm nhiều như vậy, mình uống thuốc kháng sinh 3 tháng 6 tháng thì mình ngừng thuốc, cái mình lại bị lại. Thì đó là vì cái con đường mà tạo ra mụn á, mình mới có làm cái ngọn phía ngoài này, mình điều trị cái triệu chứng, mình chưa có làm sạch da, mình chưa làm giảm tiết dầu, mình chưa có làm cho cái cục bã ở lỗ chân lông đó nó giảm đi, hay nó hạn chế, nó ít sinh ra, thì cái tái phát của mụn nó mới được giảm xuống. Thì con đường dầu mụn ra một cái chu kỳ đi tròn vậy đó, nó cứ lặp đi lặp lại. Và cả đời của những người da dầu sợ lúc nào cũng dầu, không bao giờ trở thành da khô, đúng không? Đúng. Chứ không phải là em điều trị mụn khi nào nó hết, có hết vĩnh viễn hay không, hay da dầu tôi muốn da nó khô sạch, nó không có dầu nữa thì có được hay không? Không bao giờ, da dầu sẽ mãi mãi là da dầu, không bao giờ da dầu biến thành da khô được. Ok, đó, cơ bản là như vậy. Để tóm lại là những người có cơ địa sinh ra là cái tuyến dầu nó hoạt động mạnh hơn người khác. Đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là cái đó là cái di truyền. Đúng rồi. Và cái đó mình sẽ không thay đổi được. Mình sẽ không thay đổi. Có ừ. Ví dụ như khí hậu mát mẻ thì nó giảm được xíu thì đúng nó sẽ rồi. Bớt tiết ra, nhưng mà da dầu thì sẽ vĩnh viễn là da dầu. Đúng rồi. Nhưng mà có người dầu ít, có người dầu nhiều, cái đó là do cái tuyến bã, cái cấu trúc tuyến bã và cơ địa của người đó quyết định, chứ còn không có một cái gì nó quyết định hết ha. Cho nên mình phải học sống chung với da dầu bằng cách là luôn làm sạch và làm thông thoáng. Rồi hồi nãy chị có nói là khi mà mình ăn uống thì nó tiết ra dầu. Bây giờ thí dụ cho chị tóm lại là những cái nguyên nhân mà làm dầu tiết ra nhiều hơn bình thường được không? Ngoài ăn uống những cái đồ nóng, đồ chiên, đồ xào nè, còn có gì nữa không? Thì công việc này mình thức khuya dậy sớm nè, mình cũng làm cho mình tiết ra nhiều dầu hơn. Stress của đời sống là nó sẽ tiết dầu nhiều hơn. Stress đó ha. Hormone. Hormone tuổi dậy thì đó ha. Rồi bởi vậy nhiều người tới lúc tiền mãn kinh tiết tự nhiên ra dầu và ra bụng hơn, là do cơ thể không cân bằng thì nó sẽ tiết ra dầu nhiều hơn. Đúng rồi. Thành ra là trong cái điều trị mụn người ta cũng có cho uống cái thuốc điều chỉnh nội tiết tố đó, nhưng mà nó phải là chuyên môn cao lắm mới làm được chuyện đó ha. Chứ không phải nó dễ gây đủ thứ các loại khác xảy ra. Vậy có em thấy có nhiều người nha tự uống thuốc ngừa thai.
để cân bằng lại đó. Thì cái đó tác hại là gì chị nói luôn. Thì có nhiều rất là nhiều người tự điều trị bằng những cái thuốc. Thuốc ngừa thai thì nó cũng không có nghiêm trọng, nhưng mà người ta điều chỉnh điều dùng cái thuốc điều chỉnh nội tiết tố nữ á, cái đó là gọi là liệu pháp hormone môn á, thì cái đó phải là bác sĩ nội tiết hay là bác sĩ có kinh nghiệm về cái đó sử dụng. Tại mình khi mình điều trị bằng cái nội tiết tố, điều khiển nội tiết tố, nó dễ sinh ra những cái tế bào lạ đó, tế bào ung thư á ha. Ồ vậy đó hả chị? Nội tiết tố mà kích hoạt nó không đúng là nó nguy hiểm hơn. Nên nói chung là cái gì liên quan đến nội tiết tố thì tìm đến bác sĩ nội tiết ha, nó an toàn hơn ha. Ok, mình nói tới đâu rồi? Rồi, có nghĩa là nguyên nhân làm cho dạ dầu nhiều hơn. Rồi, vậy dầu tiết ra chỉ là một điều kiện cần để gây mụn đúng không? Điều kiện đủ là phải bưng bít và cái con vi khuẩn đó. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là có thể có những người da dầu mà không có mụn. Đây, em đây tại vì mình biết cách làm sạch, không? Thì chút nữa mình sẽ đi qua. Có thể là em đã làm sạch từ sớm hay từ sớm luôn. Hoặc là em có mụn li ti nha, em đã diệt nó. Giống như Vivi đó, con gái của chị ở nhà ha. Là nó dầu mà mỗi lỗ chân lông là một cái cục, có thể là một chất bã luôn. Nhưng mà cái sự làm sạch hàng ngày là chị bắt buộc. Rồi mình dùng cái thuốc để nó giảm viêm liền, nó hơi viêm nhẹ là chị cho giảm viêm liền. Giảm tiết dầu nó đi, làm sạch là chính. Nhưng mà còn bé lắm, mình cũng không dám dùng những sản phẩm mà nó mạnh hay nó đủ. Chỉ làm sạch và đúng rồi, giảm viêm là, nó hơi viêm là mình cho nó giảm đi liền. Như vậy nó sẽ không có gây cái sẹo rỗ hay là viêm tấy quá mức. Mà thì từng kỳ cũng vậy đó các bạn, từ nhỏ là có cái đồ chấm mụn á, đi mua á, và cứ mỗi lần mà chưa sưng nó hơi nhức lên là cứ xoa ngày hai ba lần vậy đó thì nó sẹp luôn. Câu hỏi nha, làm sao để điều trị da mụn viêm? Thì nãy mình có chị Thảo có nói rồi đó, có nhiều phương pháp chưa, chưa mình chưa nói chưa nói tới đó ha. Đoan đợi xíu nha. Xuyên Hồ hỏi là ăn gì da không có dầu chị ơi? Ôi, nếu mà biết ăn gì mà da không dầu chắc không còn bác sĩ. Đây giảm mà. Uống trà sữa với giảm ăn cá viên chiên, tại vì mấy bạn mà đi học trung học đó hay uống trà sữa và ăn cá viên chiên, ăn cái đồ chiên ở trước trường hay bán đó, thì cái đó nó tăng cái hiệu quả. Nói chung là ăn đồ chiên xào dầu mỡ. Ok. Dùng giấy thấm dầu được không bác sĩ? À đây cái này em hỏi chị luôn nè nha. Cái này cái kênh của anh đó, kênh của em, của anh quay nói kênh của em á, tại vì em hay nói là dầu có sao đâu, dầu tiết lên da khỏe da mềm mà, cứ lấy giấy thấm dầu thấm cho nó sạch để cho nó đừng bị bung bít trên bề mặt thôi. Thì rất là nhiều bạn nói là càng thấm dầu thì nó càng ra dầu, tại vì lấy đi cái dầu cần thiết ở trên bề mặt vậy đó. Thì là phải càng tiết ra dầu, cái nó không biết cái chuyện đó chắc là chuyện mới hay sao á, nhưng mà hồi đó thì mình chỉ biết là dầu nhiều thì mình thấm cho nó bớt dầu thôi. Không quan trọng, chị thấy cái đó nó không ảnh hưởng gì đến hết ha. Ví dụ mình đang thấy bóng quá mình thấm bớt thôi, tuy nhiên cái giấy đó là phải có bọc cho nó sạch chứ nó dơ thì nó không tốt thôi ha. Chứ chuyện là mình thấm dầu chẳng có gây tăng tiết dầu gì đâu ha. Vì nếu mà việc thấm dầu mà tăng là chắc giấy thấm dầu phải bán trong những cái phòng mạch phải được kê toa đúng không chị, thì nó thay đổi cái cấu trúc. Nhưng mà có một cái thói quen rửa mặt mà cho người da dầu đó là các bạn hay thấy dơ đúng không? Bạn cứ rửa bằng nước ấm cho nó nở lỗ chân lông cái để cho nó sạch đó. Các bạn suy nghĩ là như vậy đúng không? Xong hơi rửa cho nó nở lỗ chân lông rồi nó thoáng nó sạch ra. Thực ra ở người da dầu mà càng rửa nước ấm nó càng tăng sự tiết dầu. Tại sao chị? Thì cái nóng nó sẽ làm nở mọi thứ mà nó kích hoạt lên cái chuyện tiết dầu ra. Làm giảm nhiệt cái làn da đúng không? Đúng như rồi. Da mình mà nóng. Da dầu là phải rửa bằng nước lạnh chứ đừng rửa bằng nước ấm. Hèn gì da em đẹp thì em có thói quen tắm nước lạnh từ đó giờ. Tắm nước lạnh da nó đẹp hơn tắm nước nóng. Rồi bạn Phượng Hằng hỏi là da đổ dầu nhiều có cần sử dụng kem dưỡng ẩm không bác sĩ ạ? À? Sử dụng kem dưỡng ẩm lúc nào là phù hợp? Thôi bây giờ chút nữa đi, mình hãy qua cái chương trình chăm sóc cho da chút dầu. Chút nữa mình đi vô từng bước á. Ok. Bạn Hằng hỏi cái nữa. Da dầu mà hơi ngâm nhưng muốn làm trắng lên. À cái này liên quan tới làm trắng rồi. Có sử dụng mặt nạ collagen, vitamin C. Thôi để chút nữa mình đi vô những cái bước dưỡng ha. Rồi mình sẽ quay lại những cái câu này của Hằng. Bây giờ mình qua tới marketing đã đưa cho Kỳ những cái bản này kêu Kỳ chị Thảo đừng có lan bang thì quá biết không. Bây giờ mình sẽ tới cái phần gì đây. À đã tới cái phần của Phương Hằng. Những bước chăm sóc da hàng ngày phù hợp với da dầu và mụn. Ok. Nói chung á là trong tất cả mọi làn da, bữa giờ mình cũng nhắc đi nhắc lại mà ai theo dõi bác sĩ Thảo nhiều á ha thì cũng sẽ biết là mình luôn nhắc đi nhắc lại là bốn bước cơ bản: rửa mặt, tẩy da chết, dưỡng ẩm và chống nắng. Tuy nhiên đối với người da dầu thì nên thêm một cái bước nữa, đó là cái bước giảm tiết dầu.
Bây giờ người ta sản xuất ra rất là nhiều sản phẩm giảm tiết dầu, đúng không? Thì mình nên để là người da dầu phải có 5 bước: rửa mặt, tẩy da chết, dưỡng ẩm, giảm tiết dầu và chống nắng. Các bạn chỉ cần làm đủ 4-5 bước đó mà đều đặn. Đang nói da dầu ha, chứ chưa nói là da đang bị mụn nhiều nha, đang chưa có viêm nhiều. Thì các bạn chỉ làm cần làm vậy à, ít khi nào mà bạn bị bùng phát mụn quá mức, tôi chắc chắn luôn như vậy ha. Là bởi vì ví dụ nó có thể bùng 1-2 một mụn thì có thể à, nhưng còn nguyên cái mặt bị mụn mà quá trời quá đất á, thì không bao giờ, nếu như mình làm đều cái việc đó là không bao giờ nó bị ha. Do đó là rồi khi mình và da dầu và mụn á, thì cái bước làm sạch là cái bước quan trọng nhất. Tại hồi nãy mình nói cái nguyên nhân là dầu tiết ra ha, xong rồi nó bị chất bã bít tắc ở bề mặt, rồi cái con vi khuẩn nó mới tới nó ăn cái cục bã đó. Do đó cái nguyên nhân mà bị viêm lên là vì mình có cái cục thức ăn cho con vi khuẩn ha. Do đó mình cần phải loại bỏ cái cục thức ăn đó để con vi khuẩn nó không có gì để ăn hết, nó không có tới ha, nó không có sinh sôi cái sự viêm trên cái làn da của mình. Do đó bước làm sạch là quan trọng. Thì động tác là gì? Rửa mặt sáng tối, dầu quá thì trưa rửa thêm lần nữa, đúng không? Rồi tẩy da chết một tuần chắc phải 2-3 lần, nhưng mà sản phẩm tẩy là gọi là tẩy sạch chứ không phải là tẩy để lột da ha. Tẩy là kiểu là mình làm sạch sâu thêm một lần nữa ha, chứ không phải là tẩy những cái loại thuốc rượu hay hóa chất quá nhiều ha. Những dùng như mấy cái salicylic acid mà nó nồng độ hơi cao hay gì đó. Thì chị thấy là như mấy cái mà chứa cái chemical đó ha, cái pure cái gì đó, nó không gọi là pure, mình dùng là exfoliation ha. Hay crop ha, hay peeling không. Peeling thì đã qua chữ lột da. Rồi có nhiều cái tên gọi, nhưng mà mình nên tìm những sản phẩm nó chỉ làm sạch, tẩy và chết vật lý, rửa lại nhẹ nhàng thôi ha. Thì hai cái bước đó là hai bước rất quan trọng cho người da dầu mà phải có ha. Kể đến là buổi tối mình nên sử dụng sản phẩm giảm tiết dầu ha, rồi sử dụng và dưỡng ẩm cho da dầu sáng tối ha. Cái độ ẩm nó rất là quan trọng, là bởi vì nó làm cho cái hàng rào bảo vệ trên bề mặt mình nó ổn định. Thì giống như là con vi khuẩn nó khó tiếp cận vào à, nó khó len vào trong tế bào hơn. Thế cho nên là da dầu cũng phải khỏe, là cần cung cấp nước. Thì cái sản phẩm cung cấp nước cho da dầu với dạng gel hoặc serum, chứ đừng xài dạng kem ha. Rồi kem chống nắng cũng vậy. Chống nắng trên da dầu là một cái vấn đề rất là mệt mỏi, đúng không? Tại da dầu người ta ngại sử dụng kem chống nắng lắm, vì nó bị bít tắc, nó giống như bệt, đúng không? Em có vậy không? Không. Tại vì sản phẩm đúng, đúng không? Ừ, với buổi tối mình tẩy trang, tẩy da chết rồi gì nọ. Không, tại vì nhiều người ta mới bôi lên vậy là mình thấy rõ một cái lớp kem trắng đó, người ta ngại cái đó, người ta không có bôi kem chống nắng. Nên thường đa số những người da dầu ít sử dụng. Chắc hồi xưa thôi, còn bây giờ em nghĩ bây là vậy đó. Ai cũng sợ chị nắng thấy, vậy hả? Tới khách tới đây gì đó, thôi nó bệt như ghê quá à. Ví dụ vậy, hay nó khó chịu cho người ta đó. Giờ sản phẩm đầu tiên chị làm cho cái nhãn của chị là kem chống nắng. Nắng bây giờ nhiều quá. Okay. Đó, nói chung bước cơ bản chăm sóc cho da dầu như vậy ha. Là cho em hỏi nha, những người, tại vì con người mình mà đúng không? Nhìn vô da là thấy đủ thứ khuyết điểm hết trơn á, giống như Phương Hằng nè, dầu rồi ngâm rồi muốn làm trắng này nọ. Thì em hay nói với các bạn á là gì chứ, mụn là trị trước, đúng không? Mụn là nên giải quyết trước, rồi hả muốn làm gì làm. Tại vì đối với em mụn như là kích ứng, thì nó kích ứng vào trong lông mà, thì cũng như kích ứng. Ngày hôm qua mình gặp một anh nam sinh năm 90, là bao nhiêu tuổi ta? 32. Anh tâm sự là từ khi em lớn đến giờ chưa bao giờ cái mặt của em mà nó bình thường hết trơn. Bây giờ là đang rổ nhiều mà mụn cục nào cục nấy, ví dụ đây bự rồi một thỉnh thoảng một vài cục bự như vậy luôn, bự bằng cái ngón cái vậy. Nhưng mà anh đang mất năm để điều trị cái sẹo rổ. Thì giữa cái mụn và cái sẹo rổ, chị mới nói là hai cái điều trị này nó đều chống với nhau hết. Tức là cái liệu pháp dành cho sẹo rổ thì cái lúc đó mình không được làm sạch da. Tại vì người ta bắn laser tổn thương bề mặt, là mình làm sạch da quá, mình rửa mặt nhiều, mình tẩy da chết đâu có được, nó gây tổn thương cái da của cái sẹo rổ, do đó là bắt đầu mụn xì lên. Mà rõ ràng anh nói dạ đúng rồi, mỗi lần mà bắn laser trị sẹo rổ là em bị mụn dữ lên. Thì hai cái chỉ định đó nó chống nhau, thành ra là mình phải tuyệt đối điều trị mụn xong, tại nó đang viêm tấy đủ thứ á, mình phải điều trị mụn xong mình mới qua các cái điều trị khác à. Chứ đang mụn là phải ưu tiên vấn đề đó trước nhất. Và chị nghĩ là đối với những người da mụn lại càng phải nhẹ nhàng với nó không?
Tại sao nhẹ nhàng? Thì ví dụ như tẩy da chết thì tẩy mạnh quá nó vỡ bụng nó viêm. Ví dụ vậy đó. No hả? Ừ. Thì đại khái vậy để mình nói vô các cái điều trị. Bây giờ mình nói mụn đang nghiêm trọng đi. Mụn viêm đi. Sưng. Điều trị vô mụn viêm ha. Thì có những trường hợp các bạn sẽ thấy là mụn kinh khủng á, và chị giờ chị có dám đưa cái hình này. Một cái bạn nam trẻ cách đây mấy năm đó ha. Bạn là làm nail ở Mỹ về Việt Nam. Thì có thể là tiếp xúc cái hóa chất làm móng đó nó nhiều hay gì không biết. Anh nhìn cái mặt là nó kinh khủng dữ lắm luôn. Ha, nó mụn mà để lấy thử nha. Cái điều trị sau đó chị điều trị một tháng nó lui đi. Chỉ cần một lần thôi. Giờ mình cho sơ thử một cái nha. Ăn khoan. Chết cha, do không có chuẩn bị trước cái này. Các bạn cứ việc đặt câu hỏi tiếp nha. Kỳ Kỳ với chị Thảo đang đi qua về những cái việc thì tâm sự chút để chị tìm cái này để chị là vô cái điều trị mụn luôn. À, chị là người da dầu, tự nhiên Kỳ Kỳ cảm thấy là rất là yêu cái làn da dầu của mình á, vì là người ta phải bôi kem dưỡng ẩm không, mình có cái dầu được rồi, lúc nào da mình cũng thấy mềm hết trơn á. Thì mốt là em muốn tìm hiểu thêm nhiều về da khô như chị vậy đó. Thì hai người da khô thì mình cảm thấy là ganh tị là ô cái bề mặt da họ mềm, không có lỗ chân lông như mình á. Em điều trị thì thêm hiểu da khô để gì vậy, để cho em thì tại vì em thích làm diễn viên á, em muốn sống được nhiều cuộc đời khác. Thì giống như em chưa bao giờ được sống cuộc đời người da khô thì em muốn nghe chị kể chuyện da khô. Nếu bạn nào có quan tâm tới vấn đề da khô thì các bạn có thể comment ở trong cái livestream này và chị Kỳ với chị Thảo sẽ sắp xếp để mình có thể bàn về vấn đề chăm sóc da khô. Rốt Lê hỏi là cho em hỏi da lưng dầu nhiều như mặt thì phải làm sao để bớt rít. À, từ từ nha, để chị Thảo trả lời câu này nha. Sao chứ? Nhưng mà theo Kỳ biết á, trên cơ thể của mình ngoài cái mặt ra chỉ có những cái vùng này là có dầu nhiều á là lưng, ngực với lại cái đầu. Đúng không chị? Lưng ngực đầu, mặt. Bỏ trừ mặt ra, ngoài ra những cái vùng ngoài mặt á. Ngoài mặt á thì lưng với ngực thôi. Tóc đầu ít lắm. Vậy hả? Ừ, đâu ai bị mụn đầu đâu. Trừ khi bị cái gì đó. Vậy Rốt Lê nha, thì chăm sóc lưng Rốt Lê cũng chăm sóc như mặt nha. Nói chung là cũng phải những cái bước đó. Tắm nè. À, tẩy da chết và bôi những cái loại dưỡng ẩm dịu nhẹ, kết cấu dạng gel. Ok Rốt Lê ha. Bạn này con trai mà điệu ghê luôn á. Điệu học kỳ á. Hồng Thanh, da dầu sờ vô bệt bệt, nhất là khi bôi kem chống nắng với kem dưỡng, phải chọn sản phẩm thế nào cho da dầu để không bị bóng lưỡng khi bôi? À, cái này ngoài về những cái sản phẩm á, giống như hồi nãy chị Thảo nói là Hồng Thanh sử dụng những cái sản phẩm có kết cấu dạng gel, đúng không? Là nó không có nhiều cái, không có dầu trong đó, nó chỉ có nước thôi. Bôi lên á, thì ngoài ra cái lượng bôi nữa mình cũng có thể gia giảm, để nếu mà bôi bằng bệt bệt nhiều quá thì có thể là bạn Hồng Thanh bôi nhiều quá, đúng không? Chị ơi, rồi không tìm được, thôi khỏi đi, mệt quá. Rồi. Sorry. Đó đây, chị đang nói chị điều trị cái bạn đó một tháng là hết á. Thì những cái cách điều trị của chị là gì? Bây giờ mình vô điều trị mụn đi ha. Bây giờ điều trị mụn, khi có viêm tấy rồi chúng ta phải điều trị để giảm viêm đúng không? Giảm cái mủ đó đi, giảm cái tỏ, cái cục mụn đó đi. Đó là cái điều trị ưu tiên đầu tiên. Đó là điều trị triệu chứng. Và nguyên nhân gây ra cái mụn đó là cái sự tăng tiết dầu và cái da không được sạch. Thì cái đó là mình kết hợp với cái chăm sóc hay những cái điều trị công nghệ cao bây giờ để cho cái tuyến bã nó giảm cái tiết dầu đi ha. Rồi bây giờ công nghệ nó cũng có nhiều thứ để nó hỗ trợ cái viêm đó cùng với thuốc hay là cái gì đó ha. Thì nó giảm nhanh xuống. Do đó khi điều trị mụn người ta có hai bước là điều trị triệu chứng và điều trị nguyên nhân. Triệu chứng tức là những cái viêm tấy trên bề mặt đó. Thì bây giờ có bao nhiêu phương pháp để điều trị cái triệu chứng trên bề mặt? Đầu tiên, mụn viêm là do vi khuẩn, là có hiện tượng viêm, sưng, nóng, đỏ, đau, tức là mình sờ vô cục mụn là mình thấy đau nè, đỏ nè, có mủ nè, nó tấy lên đúng không? Đó, thì biểu hiện của hiện tượng viêm. Do đó khi điều trị là phải giảm được cái viêm đó xuống, rồi xong cho cái gì đó để đánh con vi khuẩn đi, giết nó đi để nó đừng có sinh sôi ra thêm, để đừng nó ăn thêm những cái mô tại chỗ của cái vùng mụn ha. Đấy. Thì trong y khoa đó
bác sĩ da liễu đó, người ta sẽ cho kháng sinh và kháng viêm, đường uống ha, và chúng ta phải uống từ 3 đến 6 tháng. Thông thường á, khi mà chị đi bệnh viện da liễu, hồi đó chị đi học cái khóa da liễu ha, thì đa số chị nghe, tại vì những cái trường hợp đến khám bệnh viện da liễu thường thường là bị mụn sau khi bị xài kem corticoid. Do đó khi đến điều trị mụn là bác sĩ nói ngưng hết mọi mỹ phẩm, sản phẩm, không có rửa mặt, không làm gì hết, uống thuốc, đúng không? Thì, không rửa mặt luôn. Đúng rồi. À, tức là ta bỏ cái những cái sản phẩm mà đã xài gây đó, tức là có chứa corticoid, gọi là thường thường cái chẩn đoán sẽ là mụn do lệ thuộc corticoid, cái chẩn đoán trong cái da liễu là như vậy. Thì bác sĩ sẽ ngưng hết mọi sản phẩm, rồi bắt đầu chỉ cho uống thuốc thôi. Mà rõ ràng khi mà cái da dầu và mụn đó, em thấy là em rửa bằng nước á, nó không bao giờ nó sạch nổi á, nó vẫn còn nhờn, đúng không? Đúng. Rồi bây giờ uống thuốc 3 tháng, 6 tháng, nó hết được cái viêm đó, nó hết cũng chậm, rất cực kỳ chậm luôn, đặc biệt là trên da, những cái tổn thương trên da mà mình uống kháng sinh, kháng viêm đó, nó tác dụng chậm lắm. Nghi ngưng chừng 2 tuần cái bị mụn trở lại. Do đó tức là khi bác sĩ da liễu điều trị bằng thuốc nó sẽ tốn thời gian dài nè. Rồi nó mới điều trị cái nguyên nhân thôi. Không phải là cái triệu chứng thôi, cái nguyên nhân chưa được. Thì bây giờ sao? Tại vì thật ra là khi mà da lệ thuộc corticoid á, em sử dụng sản phẩm khác thì cũng khó nữa, nó dị ứng là sao? Đúng không? Do đó là cái chuyện nó rất là phức tạp với nhau cái vấn đề. Rồi bây giờ mình nói qua cái thẩm mỹ đi. Thẩm mỹ thì có bao nhiêu phương pháp để hỗ trợ cho cái chuyện điều trị mụn viêm đó. Thì là ví dụ như em sẽ nghe những phương pháp như lột da thiêu, tức là đang viêm tấy thì người ta lột bỏ cái lớp viêm nó đi thì nó cũng nhanh chóng nó giảm cái viêm đó, hoặc là những cái laser, hoặc là IPL nè, hoặc là những ánh sáng xanh nè, nó sẽ điều trị giảm viêm xuống, nhưng mà nó không có cơ chế để nó diệt cái vi khuẩn. Thì ví dụ ở Diva thì chị đã áp dụng cái phương pháp là Black Peel Resurfacing kết hợp với IPL. Thì trong cái Black Peel Resurfacing á, nó là một phương pháp lột da, nhưng gọi là Safe Peel, tức là trong cái thành phần của nó có những cái thành phần mà nó chứa cái gì đó, salicylic acid. Nó diệt được vi khuẩn nè, sau đó nó làm hỗ trợ cho giảm viêm nè, từ đó nó có cái thành phần nó hỗ trợ cái tế bào tại chỗ nó được hồi phục, thành ra là nó vừa diệt vi khuẩn, nó vừa giảm viêm, mà nó vừa hỗ trợ tế bào nó hồi phục nhanh, tái tạo nhanh. Do đó nó cũng hạn chế được cái sẹo thâm hay là sẹo rỗ sau khi bị mụn ha. Thì cái này đây, Black Peel Resurfacing, đây là cái professional ha, mình phải tới clinic mình điều trị chứ ở nhà mà không có được. Tại cái này là cái nồng độ axit nó hơi cao, có nghĩa là nó sẽ lột ra một cái lớp. Có nghĩa là tới làm ở đây xong rồi về nhà lột. Đúng về rồi, nhà mấy nó ngày sẽ tự nó lột sẽ tự lột. Nhưng mà cái này ví dụ như Kỳ là một người xài peel rất là nhiều đúng không? Thì em cũng biết những cái peel kia là những cái peel nó chứa hóa chất, còn cái thành phần này nó thành phần nó từ thiên nhiên, chủ yếu nó là từ cái này, em đọc chị gọi gì đây, natural organic. Wow, có là từ organic là thuần chay luôn, có không liên quan gì tới động vật hết, và từ thiên nhiên. Đúng. Natural organic thuần. Natural organic peel by black acetic acid. Organic là gì ta? Hữu cơ. Hữu cơ. Thùng chai. Sorry, thùng chai là vegan. Bữa giờ ăn chai. Hữu cơ. Thì trong cái thành phần nó có ba cái thành phần chính là black acetic acid nè, jasmic and salicylic acid, rồi potassium iodine. Thì ba cái thành phần đó nó đánh vào cái cơ chế như một cái toa thuốc mà bác sĩ da liễu chỉ định cho mình vậy đó. Do đó ví dụ như viêm tấy vậy nè ha, mình chỉ cần điều trị một lần peel đó thôi là nó về, nó khô hết những cái mủ, nó khô thật luôn á, nó khô, nó cứng lại, tức quá tôi không tìm ra được cái hình một cái cậu bé mà bị viêm mà nát, mà em nhìn em sợ luôn á ha. Mà chỉ cần một lần, tại vì peel này mà không peel liên tục được, phải 3 tuần mình mới peel một lần được. Chỉ một lần thôi bạn lui cái mụn đó ít nhất là 70%, tức là nó khô hết những cái mũ đó nè, nó giảm cái viêm lại nè ha, nó diệt được vi khuẩn rồi, nó lành vết thương, nó healing rất là nhanh. Thì với cái điều trị này nó đánh vào cái triệu chứng rất là tốt luôn. Sau đó mình kết hợp thêm, mình làm sạch da, aqua glow này, mình hút sạch lỗ chân lông,
hoặc là nó có mũ mình lấy bớt ra, kỹ thuật viên người ta sẽ lấy cái mũ ra. Cái mũ không nên để trong đó, tại vì khi mình đừng có nặng tấy bả nó ra, tức là người ta có kỹ thuật để người ta thoát cái mũ đó, giống như một cái áp xe trong y khoa vậy đó. Khi nó có một cái ổ mũ, mình cần phải thoát ổ mũ ra rồi mình sụp rửa sạch thì nó mới lành được, còn mình để mũ trong đó nó sẽ rất lâu lành. Ha, thì trong cái điều trị bệnh viêm mình nên đến những cái clinic đó ha, dù đến đi ba kỹ thuật viên họ sẽ thoát cái mũ cho mình, rồi họ cho cái thuốc này vào ha, thì nó sẽ khô những cái viêm đó nó rất là nhanh ha. Rồi đó, bên cạnh đó thì mình sẽ kết hợp với mình bắn thêm cái IPL. Cái IPL mà trong cái điều trị mụn đó, nó là một cái ánh sáng mà nó làm cho cái khi bắn vào đó, nó làm cho cái tuyến bã nó giảm tiết nhờn đi ha, thì đồng thời cái nguyên nhân gây ra mụn nó được giảm đi, do đó là nó điều trị được tổng thể ha. Rồi sau đó, rồi ủa vậy điều trị mụn xong nó mãi mãi không? Nó không có tái phát đâu. No. Nếu mình không giữ sạch da tiếp thì cái chu kỳ hồi đầu tiên mình nhắc đó nó vẫn tiếp tục xảy ra, mà mình không làm tốt thì nó vẫn mụn tái phát thôi ha. Đó, do đó trong điều trị mụn và da dầu thì việc giữ sạch da, giảm được cái dầu là cực kỳ quan trọng. Nè, đó. Nếu mình điều trị kịp thời, mình đừng để thành cái mụn viêm mủ á, thì mình sẽ không bao giờ bị hậu quả là mụn thâm, sẹo thâm hay là sẹo rỗ ha. Sẹo rỗ là rất nghiêm trọng nha. Ok. Xuyên Hồ hỏi, da dầu nặng mụn dễ hơn phải không anh ơi? Anh Xuyên ơi, chữ nặng không có g nha em. Nặng mụn chứ phải là nặng mụn nha em. Da dầu nặng mụn dễ hơn là sao ta? Ý bạn này hỏi là sao ta? Nặng. Ủa da khô đâu có mụn đâu. Da dầu nặng mụn dễ hơn. Ít dầu, ít mụn. Câu này thứ nhất là sai chính tả, thứ hai là anh chưa hiểu được câu này, ý là câu này nó bao quát quá, em có thể hỏi specific chi tiết hơn sẽ được. Sao trên chị có hiện lên cái bạn gì cuối cùng á, mày không lên được ta, bạn My Thanh Nguyễn á, đang xem với bạn à, chị có hiện lên đang xem. Rồi cái đó là điều trị mụn, rồi bây giờ mình sẽ có những cái câu hỏi đây. Mặc dù là này là phần của bác sĩ Thảo nha, bác sĩ Thảo đã lên bàn rồi, chị sẽ vô tiếp. Tẩy da chết hàng tuần, dầu mụn có nên tẩy da chết? Có, nãy chị nói rồi đúng không? Dạ. Một tuần tẩy da chết mấy lần để có hiệu quả tốt nhất? Đấy, thành ra dầu tùy theo mức độ của mình ha. Mình nên mức độ gì chị? Mức độ chất bã đó, hoặc là mức độ tiết dầu của mình nhiều đó ha. Mình đánh giá cái da của mình tự đánh giá mình sẽ biết. Ví dụ mình cảm thấy nó sạch, ok, mình giảm số lần xuống. Nhưng mình cảm thấy nó vẫn còn vết tắc, nó nhiều có chất bã thì mình sẽ tăng số lần để chết lên. Nó không nghe mỏng nhây đâu nếu bạn chọn sản phẩm đúng. Ví dụ như ở Diva. Ồ, cái này không đúng. Cái lột rồi đúng không? Em cái đờ lúc này nó cũng là một này là professional. Em ơi cho chị có nghĩa là không phải là bao nhiêu lần là tốt nhất mà là bao nhiêu lần là phù hợp nhất với bạn. Thì bạn cứ bắt đầu như bác sĩ Thảo nói, một tuần hai lần đi, đúng không? Tuần hai hoặc ba lần. Hai đến ba lần, không có hư da gì đâu. Tại vì ở Việt Nam mình dịch ra chữ tẩy da chết. Em nói mấy bạn lấy cho chị cái tẩy da chết cho người dùng ở nhà, enzyme peeling á. Tại vì mình dịch ra tẩy da chết nghe ghê, chứ thực ra nó là chỉ làm sạch cái lớp sừng bên ngoài thôi, đúng không? Tiếng Anh là exfoliation, là chỉ là làm sạch sau cái cho ở Việt Nam mình không biết dịch gì hết, thì chắc hồi đó dịch tẩy da chết, bây giờ nghe chữ tẩy da, tẩy nghe ghê ha. Đó, okay. Thì đó, quay lại trở lại, có tùy theo cái phù hợp cái làn da của mình, bắt đầu bằng tuần 2 đến 3 lần trước, rồi sau đó nếu cảm thấy chưa sạch mà vẫn còn lên đúng bích này nọ thì bạn có thể tăng lên 4 lần. Ok, không sao hết ha. Đừng có làm cái những cái sản phẩm mà giống như là cái gì mấy cái mà của Obagi hay AZO thì cái tẩy nó hơi mạnh quá. Nó dành cho ví dụ như chu kỳ mà em tái tạo da gì đó em mới dùng mấy cái đó, còn mình tẩy thường xuyên mình sẽ dùng loại nó nhẹ hơn một chút. Ok. Da dầu có cần dưỡng ẩm không? Rồi. Da nào phải cần hết để giữ cho nó da mình nó khỏe, cái hàng rào cho chị cái enzyme peeling đi cưng. Dây khi dưỡng ẩm da dầu bị cảm giác rít khó chịu thì có thể chọn sai sản phẩm, cái kết cấu của cái sản phẩm đó nó không có thông thoáng, thì giống như là nãy chị Thảo với Kỳ nói là các bạn nên chọn những cái dạng gel hoặc cho chị biết cái khăn giấy hay gì đó em. Rồi bây giờ chị Thảo đang có cái sản phẩm tẩy da chết, tẩy chết này để mình giới thiệu cho các bạn luôn cái này ha. Cái này là bác sĩ Thảo đã sử dụng chắc phải 10 năm, chị chưa muốn đổi một cái nào luôn.
hôm nào Kỳ dùng thử, tặng Kỳ tiếp mà dùng thử. Thì cái Kỳ đẩy là Kỳ mê luôn. Enzyme là giống như là nhưng mà thành phần của nó đó, cái thành phần của nó cái này không có hạt, có hạt. Như thành phần của nó không phải chứa thì cái hóa chất nó cũng là organic luôn á. Ví dụ vậy nè, em tẩy những cái người mà thật sự tới đây á, khách hàng nào tới đây á, tự nhiên cái mình đóng luôn. Cái này là dạng hạt ha. Cái này bác sĩ Thảo đã sử dụng cho da mình đó là ít nhất là phải 10 năm rồi, chị không muốn đổi cái nào hết. Tại vì da chị là khô ha, chỉ cần là rửa cái sữa rửa mặt của da dầu thôi là rửa xong là cái da mình nó căng, nó khô, nó khó chịu. Thì cái tẩy da chết đó, nhiều da khô nó còn khó chịu hơn là nếu mình tẩy quá mình sẽ thấy da mình rất là căng. Riêng cái sản phẩm này mình tẩy xong mình rờ lên da mình luôn thấy nó mềm da. Nó giữ độ ẩm, giống như có nhiều khi mình mờ rờ mình cảm thấy ủa sao nó mịn dữ vậy đó. Thì cái tẩy da chết này nó rất là sạch, nó có crop chút xíu, mùi rất là dễ chịu ha, mùi giống như lúa mì. Mùi lúa mì không? Bánh mì hay lúa cái mì? Này là của Tây Ban Nha ha, của cái hãng Tiger Tây Ban Nha. Đó, mình tẩy xong ở những cái trường hợp mà thấy mình khám da cho khách á, mình thấy hơi sạm da kiểu như là da chết nhiều, mình nó hơi dơ cho lên rửa mặt tẩy da chết xong nó thấy da đẹp liền. Tại vì không được làm sạch, và cái sản phẩm này nó làm sạch vừa đủ nhưng nó vẫn giữ lại độ mềm của da. Và cái quan trọng là tẩy da chết nó sạch nhưng da bạn vẫn phải giữ được độ mềm, thì bạn có tẩy bao nhiêu cũng được. Cái này ở nhà chị cũng cho BB sử dụng luôn thì nó an toàn cho da em bé đó. Nó không, em cảm thấy là nó nè, ví dụ nè, mình nó chưa rửa nha, nó có cái lớp hơi dưỡng, mềm dưỡng ha. Cái này còn hay hơn, nó chứa siêu protein nữa nè, nhưng mà cái này là professional thôi, nó cũng cùng cái loại với nhau đấy. Cái này sử dụng lên da ướt đúng không chị, lên da ẩm đúng không? Đúng rồi, lên da ẩm chứ mình không có tạo bọt không gì hết ha. Nó là dạng hơi dạng giống như là cream á ha. Nếu bạn không muốn mua đâu thì chạy tới Diva nè, sử dụng cái này 10 năm luôn á. Ai mà chăm sóc da Diva là đều được sử dụng sản phẩm này hết. Mình tôi xài sản phẩm xịn không à, trong phòng chăm sóc da của Diva không có cái nào giỏi hơn thiệt luôn. Chị cho em hỏi, khi tẩy da chết mình phải xoay vòng tròn đúng không? Đúng. Để cho nó không bị trầy da của mình hả? Rồi. Đúng. Đúng không? Cái này nó quan trọng, nhiều người không biết. Và đặc biệt vùng nào á mà nó dơ thì mình xoay nhiều hơn một tí, đặc biệt là hai bên mũi nè, hai bên cái má mình, kế bên cái mũi nè, lỗ chân lông. Bác sĩ Thảo mặc dù da khô nhưng hai bên đây nó vẫn là dễ bít tắc. Rồi tới bị chết nhiều vùng này ha, vùng trán của mình. Hai bên đây thì ít hơn. Đó. Thì mình chỗ nào mình cảm thấy nó dơ nhiều thì mình xoay nó nhiều hơn. Nên động tác xoay từ dưới lên ha, chứ đừng có kéo xuống ha. Luôn động tác từ dưới lên dễ lắm, và vòng tròn. Ok, tẩy da chết an toàn, các bạn cứ làm thoải mái, bảo đảm nếu mà có mỏng da tới đây bác sĩ Thảo đền bạn gì, cấy mở lại VIP lại. Không có bao giờ mình sử dụng đúng sản phẩm mà nó không tẩy da chết bằng sản phẩm này nha. Tẩy da chết khác mà mỏng tới bác sĩ Thảo đền chết Bạn Hồng Ly hỏi là mụn vậy thì mình chỉ hạn chế thôi chứ không trị hết được, phải không ạ? Đúng không chị? Tại vì vậy thì mình đâu kiểm soát được bên trong đúng không? Rồi. Mình ngăn chặn những cái tình huống xấu nhất. Ngăn chặn là ngăn chặn mụn viêm đó, để cho mình không gây cái sẹo rỗ về sau. Ok. Rồi, qua cái bước nữa, nếu bây giờ mình đang bị mụn viêm thì mình điều trị tại nhà như thế nào? Đây. Bây giờ rửa mặt. Đây rửa mặt rồi nè. Đây là sản phẩm rửa mặt. Thiệt luôn á, thích lắm. Chị phải cho em cái sản phẩm này. Chị mê mà chị không muốn sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào khác luôn ha. Tại vì chị da khô là da khó chịu, da khô mà còn mỏng nữa. Còn đây là sản phẩm rửa mặt ha. Cũng của hãng Tiger Tây Ban Nha luôn. Ở đây sử dụng cái sản phẩm này hơi bị lâu đời luôn mà chưa có muốn thay đổi luôn ha. Thì cái này là khi mà mình da dầu đó, mình nên sử dụng cái dạng gel để mình tạo bọt ha. Đúng rồi, gel tạo bọt nó mới làm sạch đủ. Cái da chị mà sử dụng sản phẩm này là không được. Xong nó sạch quá luôn. Nó hơi bị căng á. Thì nó sẽ không phù hợp. Thì mình cũng sản phẩm mình cũng sử dụng cái hãng này, nhưng mình sử dụng cho da khô, dạng này dạng cream. Rửa cũng rất thích luôn. Y như là mình rửa xong mà mình cảm giác như mình mới bôi kem vậy đó. Nó sạch nhưng nó tốt á. Đó, cái này các bạn cũng lưu ý, mà cái này là nói chung những cái sản phẩm rửa mặt mà dạng càng treo á thì cái hoạt động bề mặt nó sạch hơn cho da dầu đúng không? Đúng rồi. Vì nó có cái purple, cái bong bóng á, cái làm sạch bề mặt. Nó sẽ vô cái lỗ chân lông, nó thoáng cái lỗ chân lông, nó làm sạch được chân lông tốt hơn. Còn da về chiều hướng khô hơn thì dùng những cái sản phẩm nó đặc và nó đục cái màu đúng hơn rồi, đúng không? Tại vì nó có những cái thành phần dưỡng ẩm, không phải dưỡng ẩm cấp
Okay. Không có lấy mạnh đi. Rồi. Tiếp tục. Toner gì đó. Ha. Ủa mình qua chăm sóc. Qua tới là sử dụng kem chống nắng. Bên mình có kem chống nắng nào không chị? Không có, đúng không? Có không? À, kem chống nắng cho da dầu. Tức là cái hãng Toner này á là nó của Tây Ban Nha. Ừ. Thì em biết châu Âu á thì nó sẽ nó xuống nó lạnh đó. Ừ. Ha. Nó ít có cái kiểu mà bếp dầu như mình. Ừ. Cho nên cái sản phẩm gì đó kem chống nắng của hãng này á, thì mình đánh giá là nó không có hấp thụ trên da tốt nên mình ít có dùng. À. Thành ra cái sản phẩm nào tốt mình mới dùng chứ không phải cái nào nó cũng phù hợp. Còn cái kem chống nắng thì chị lại sử dụng của thằng Hàn Quốc này là Terdum. Đây là một cái thương hiệu mà của gọi là dành cho bác sĩ da liễu. Cái hãng này nó chỉ giới thiệu trong các cái hội nghị da liễu mà lớn cỡ IMCAS hay là gì đó. À. Chứ nó không có bao giờ nó có những cái chỗ thường thường đâu. Thì ví dụ như da chị buổi sáng là chị sẽ sử dụng sản phẩm này. Nó có một lớp màu cushion một tí ha. Đó, mình bôi lên nó sáng da, nó chống nắng. Ví dụ tùy da dầu thì nó sẽ không có cái chữ moisture này, còn này moisture này dành cho da khô. Nói chung là mình nên chọn cái sản phẩm nào á mà mình bôi vô mình sẽ thấy nó hấp thụ tốt ha. Ví dụ như chị cũng có thể share cho các bạn những cái thông tin về những kem chống nắng mà phù hợp cho da dầu. Thực sự là da dầu rất khó tìm kem chống nắng phù hợp, bởi vì nó khó thẩm thấu, nó cứ hơi bệt và gây cho các bạn cái trở ngại là các bạn không muốn sử dụng kem chống nắng đối với những người da dầu ha, đúng không? Không, em cũng khoái nó ẩm ẩm trên mặt em, tuy là da dầu như từ em đó em ẩm nhưng mà em không có bị cái bệt trắng. Bệt trắng thì da mình trắng hơn xíu. Nói chung các bạn nên kem chống nắng nên đi thử. Okay. Nên bôi thử. Rồi. Tiếp tục. À, chưa hả? Còn chấm mụn của chị nữa đúng không? Chị phải cho cái chấm viêm mụn. Đây là một cái sản phẩm mà mình cũng hay giới thiệu cho các bạn rồi, hôm nay mình muốn nhắc lại một chút xíu. Nguyên ngay cho chị coi. Đây, cái này là Blackview Acne Spot của cái hãng Terradom luôn. Mình rất là yêu cái hãng này. Mình đi hội nghị lần đầu vào năm 2012-13 gì đó. Mình gặp cái hãng này và mình mê nó luôn. Blackview Acne Spot nè, nó là cái chai này. Nó là cùng công ty như này hả chị hả? Đúng rồi, em hửi thử. Để em nhỏ một giọt ở đây. Nó hay lắm. Ồ. Nó như mùi thuốc bắc vậy đó. Mùi giấm đúng không? Đúng rồi. Mùi giấm đen. Wow, cái mùi. Nói chung nó có cái mùi rất là hắc. Ừ. Giống như mùi hăng á. Ừ. Ha. Cái mùi thuốc cái này đó. nó xuất từ giấm đen, nó cũng chứa ba thành phần như nãy bác sĩ Thảo nói, nó diệt khuẩn được, nó giảm viêm. Với lại là nó hồi phục tế bào. Thì đây là sản phẩm mà ở nhà mình cũng sử dụng cho con gái. Ví dụ như là nó hơi lên, cái mụn nó hơi có nổi lên nhẹ thôi. Mình đã bôi một cái thì nó sẽ khô cái chất bã tấy đó, hơi nhẹ tấy đó lên. Thì nó khô lại liền lập tức, nó không có tăng cái xu hướng viêm lên nhiều. Do đó là khi nó khô lại rồi nó thành cái mụn khô đầu đen, mình khửi cái nó ra. À, thành ra nó ngăn ngừa được cái chuyện là mụn sẽ phát triển bùng lên thành những cái mụn trứng cá viêm quá nặng. Thì các bạn có thể sử dụng cái này để điều trị mụn, hạn chế mụn tại nhà ha. Luôn luôn sử dụng như vậy. Mình cho BB sử dụng chắc 2 năm rồi đó ngày nào. Nếu không có chắc hôm nay không biết cái mặt nó ra sao luôn. Nó mụn ghê lắm, chất bã khủng khiếp luôn. Em có câu hỏi các bạn hỏi á, là chấm, tại vì em cũng có nói về những cái chấm bụng em xài ở nhà đó. Thì các bạn hỏi là chấm xong là nó sẽ trồi, nó khô lại cái còi hay là nó tiêu luôn? Nhưng mà sao em chấm bụng thì không bao giờ khô còi mà nó tiêu luôn à? Ý là nó không lên được luôn á. Thì nó teo ở dưới lỗ chân lông và sau đó nó trở thành một cái chất bã khô và từ cái mình khửi nó ra luôn. À, hiểu không? Nhưng mà còn có những bạn chấm thì nó khô cái nó trộn ở nằm trên bề mặt, thì có mấy bạn chấm trễ đúng không chị? Ừ, mấy vì nó có viêm, nó có mủ, nó có gì đó thì nó rồi. Sẽ trở thành cái còi theo kiểu khác. À, kỳ thường hơi nhức nó chưa đúng đỏ rồi. Gì lên là kỳ đã xoa lên rồi. Đây là một sản phẩm mà các bạn nên tìm kiếm để sử dụng tại nhà cho da dầu mụn, hay đặc biệt những mẹ mà có con chuẩn bị dậy thì mà bị mụn đó ha. Không bao giờ có cái chuyện các bạn nghe lại hứa là trị mụn vĩnh viễn nghe. Bữa hôm có người nhắn tin cho mình hỏi, người quen luôn á, có định đưa tới chỗ này nói là điều trị mụn cho con vậy thì vĩnh viễn mụn không bao giờ vĩnh viễn đâu. Nếu bạn không làm sạch không bao giờ nó vĩnh viễn, và làm sao nó vĩnh viễn được. Chỉ có lúc nào khi bắt đầu là 20-30 thì cái nội tiết tố nó ổn định trở lại, thói quen chăm sóc da có thể tích cực hơn, thì thỉnh thoảng bị một gì đó chứ nó không có bùng quá nhiều nữa. Chứ không bao giờ mà tự nhiên là có một cái điều gì đó nó làm cho mụn, có một phương pháp nào nó làm cho mụn vĩnh viễn mãi mãi được. Không, ví dụ bản thân chị đây, da khô đây, nhưng mà thỉnh thoảng nóng được
hay là stress gì đó là dưới cằm cũng cũng xuất hiện mụn hoài, cục to hoặc ngay mũi ha. Tính ra đây là vùng bã của mình nè ha, thì nó vẫn có những cái mụn chứ ha, mặc dù là da khô mà cũng không có gì mà vĩnh viễn chị đó. Rồi bây giờ nè, em thấy nhiều cái những lưu ý không nên trong em có thấy rờ nè, lưu ý không nên gì? Không nên khi mà da bị mụn á. Những cách chăm sóc bị mụn hả? Như nãy chị nói là không có sờ lên đúng không? Đúng rồi, tức là các bạn đừng có thói quen lúc nào làm việc cái chống cằm hay là gì nè, chống cái má hay là sờ, tại cái tay của mình đụng vô chỗ nào chỉ cần chút xíu thôi là nó dơ rồi ha. Thì mình chạm lên những cái nhiều khi nó chỉ là cái mụn đồ đen, nó chất bã nó nhỏ nhưng nó gặp con vi khuẩn nó ăn cái nó thành mụn viêm to. Do đó là thói quen không có nên sờ lên mặt thường xuyên. Và bản thân thời Covid này chúng ta càng không nên ha. Bởi vậy là chị ở nhà dạy hai đứa nhỏ với lại bản thân chị luôn á, cái hay làm việc vậy nè, chị mới chạm tay lên mặt. Tại vì mình đưa virus lên mặt mình nó chạm tay mặt người khác không? Không, cũng có sát trùng hết chứ. Đúng rồi, khám này nè ha. Nhưng mà trước khi khám là mình luôn rửa tay rồi. Ok rồi, cái gì nữa? Tóc cũng có thể truyền đúng không chị? Thí dụ mà có những người bị ngủ viền tóc à? Ngủ mình nằm lăn lộn với tóc mà thí dụ đi ngoài đường đồ này nọ không có gọi đầu cũng có thể là da dầu nha. Da dầu là tóc nó bệt dầu em gọi cũng ngày mỗi luôn ngày luôn á. Chứ không thể, ví dụ như BB nhà chị tóc dài mà tóc nó nhiều, nó mỗi lần thấy gọi đầu nó cũng mệt cho nó, nhưng mà không gọi không được, nó quá dầu rồi chưa ha, nó hôi nữa, do đó là phải gọi đầu thường xuyên. Thì tự nhiên đi qua chưa để tóc vậy. Không, ý là một cách để ngăn ngừa mụn đúng không, là gọi đầu. Có nhiều bạn để cái máy thì nè dở lên bụng không ha, bởi vì nói trời em xài em có gọi đầu hàng ngày hay không đúng không, tại những người cái dầu xuống tóc đụng vô bụng xước lên. Ok rồi, rửa mặt thường xuyên ha, rửa mặt sáng tối đừng có quên, tại vì đó ví dụ như là con gái mới lớn của tôi đó là nó không bao giờ nó nhớ chuyện nó rửa mặt á, trừ khi tôi phải ghi trên cái kính á, trong phòng tắm á, ghi những bước rửa mặt sụt ra gì gì đó ha, tức là chị ghi như vậy luôn, cái list như vậy luôn. Nó vô cái nó mơ màng, nó đánh răng cái nó mơ màng cái nên nó không rửa mặt, nó rửa mặt chứ, rồi chạy vô rửa mặt. Chị kia định vô rửa mặt xong cái mẹ kêu ra chụp hình cho mẹ đi, nó ngồi quên luôn đó. Thì phải thường xuyên rửa mặt, đừng có làm biến ha, da dầu là không có được lười rửa mặt. Ok rồi, còn một cái nữa mà từ hồi nhỏ, lúc mà hồi mình mới lớn lên á, là mình hay nghe là lấy kem đánh răng chấm lên mụn. Có hả? Có. Nói chung là dân gian thì có nhiều, ví dụ phỏng thì lấy kem đánh răng chấm lên rồi mụn lấy kem, nó thôi đừng có làm mấy cái chuyện đó ha. Nói chung là làm sạch hoặc để mua thuốc đúng, tại vì nó bị viêm là nó cần phải giảm viêm đúng không? Và nếu mà bạn tìm cái gì đó, phương pháp gì mà nó giảm được cái viêm, nó có cái chất giảm viêm thì ok lại làm. Còn kem đánh răng không có. Đúng rồi. Thứ hai nữa là nặng mụn. Ở nhà thấy cái cục đỏ đỏ tấy tấy khi bắt đầu tức cái nặng. Mấy tay khửi. Khửi. Thì đôi khi nó chỉ là cái đỏ nó mới viêm, nó chưa có mủ. Thì các bạn có nặng cũng không được, bạn chỉ làm tổn thương nó thêm thôi. Và cái lúc đó nó cũng không có mụn đồ đen để lấy làm mấy cái mà nặng ra máu đúng không chị? Đúng rồi ha, không có, tại vì có nhiều người nói nặng hết máu rồi để tránh thâm, để tránh bị thâm về sau, cái đó là sai ha. Không phải mình nặng máu cái hết thâm đâu nha, cái đó mình tại vì nó đang không có chảy máu, mình đục nó vô mình làm nó chảy máu chứ nó đâu có máu ở đó sẵn đâu. Nó tấy là một cái mô nó bị đỏ lên, nó bị sưng lên rồi mình đụng vô nó chảy máu ha, chứ nó đâu có cái ổ máu sẵn ở đó ha. Do đó là cái quan niệm nó cũng sai nha. Tốt nhất là đừng có nặng mụn tại nhà, nếu mình bị nhiều á mình nên xức thuốc, giống như bạn đến clinic đây đi. Thì nếu như những cái vụn mụn mà nó không có mủ hay gì, người ta cũng hạn chế nặng tổn thương đó, người ta phải giảm viêm nó đi ha. Ví dụ điều trị blackberry surfacing, bán IPL làm sạch này nọ ha, rồi nó có còi ha, nó có mủ mình mới nặng chứ không phải tất cả mọi thứ là nặng. Rồi hút ống tre gì đó no. Càng tấy nó tấy đỏ mà mình càng nặng nó càng bầm dập thì nó càng thâm về sau. Ok, nó gọi là tăng sắc tố sau viêm đúng không? Càng tổn thương thì sẽ càng bị thâm. Đấy, giờ đó các bạn đừng nên từ nặng mụn ha. Rửa mặt, thỉnh thoảng nên đi lấy mụn đồ đen ở clinic, ở spa, người ta làm sạch cho mình, xong người ta có kỹ thuật lấy rất nhẹ nhàng và lấy ra hết cho mình, không gây tổn thương nhiều, rồi sau đó người ta hồi phục cho mình, người ta đắp mask, người ta đắp lạnh các kiểu gì đó, người ta giảm viêm ngay lập tức cho mình thì ok hơn ha. Rồi hồi nãy chị có nói là thôi dùng gì
cái nến răng không có kháng viêm đúng không? Vậy nếu như những cái bạn mà nghiền bột thuốc aspirin ra xong rồi bôi lên cũng dân gian đó thì sao? Cái aspirin ngày xưa người ta trong chiến tranh người ta cũng rải vào vết thương, nhưng mà cái đó nó hồi xưa không có, bây giờ đâu có được dùng vậy nữa đâu. Tại sao chị? Nó không có hiệu quả trong cái hấp thụ cái điều trị cái con vi khuẩn tại chỗ, là đâu có giết qua cơ chế là thấm con virus, là đâu có phải nó thấm cái thuốc đó mà nó chết đâu. Nó vô trong cơ thể nó có hoặc hóa nó có cái gì đủ thứ cái cơ chế dược đồng học của nó đó thì nó mới chết, hiểu không? Chứ không phải nó con virus nó đụng cái thuốc cái nó chết. Nó không có kiểu đó, vậy đó là nó... rồi cái bột đó nó khô lại nó dơ chỗ đó là nó còn tay oài cái vết loét của mình. Nói chung là nó không có giúp được gì cho nên đừng bôi, mất công, đúng không chị? Chị sao em không có hiện lên mấy câu hỏi đó, chị có hiện chị đọc mấy mụn vậy thì chỉ hạn chế rồi đó rồi. Đúng không? Mụn đầu đen nhiều lột bằng mấy cái gel lột mụn cám hay mặt nạ lột cho nó sạch và độc, nói không nên lột sẽ làm cho lỗ chân lông to, vậy phải làm sao mới tốt? Theo em lột thì lột mụn á, hồi nhỏ chị cũng mua gì thì lột cái mụn Thoracao và dưa leo á, đúng không? em không có xài cái đó, em cảm thấy rít nó khó chịu, em cảm thấy bôi lên nó cảm thấy dính nó không thích hay. Không nói chung kỳ không phải là cái người mà đắp mask giấy hoặc là đắp mấy cái mặt nạ mà lột ra đó, thì chị Thảo nếu có chị kinh nghiệm chứ không có kinh nghiệm đó. Thì thật ra thì nó cũng không quan trọng lắm, ví dụ như là mình đang có mụn đầu đen ở mũi nhiều thì người ta hay bán những cái sản phẩm để lột cái mụn đó, thật ra là một cái bước giống như mình đi tới clinic mình lấy mụn đầu đen ra thôi. Nó thoát ra thôi ha, nó sạch cái lỗ chân lông thôi, thì mình phải có sản phẩm để mình xe cái lỗ chân lông lại liền, tại nó nở ra mà nó không xe lại á. Hoặc là mình bôi cái những cái lotion á, những cái gì nó nước hoa hồng á, tonic á, tonic lotion á, để nó xe thích lại, chứ nó nở ra là cái mình đi ra đường cái bụi nó bám vô thì nó không phải là lỗ chân lông nó to, là do cái chất bã nó nông với lỗ chân lông ha. Của một số trường hợp, ví dụ có những trường hợp như mụn đồ đen lấy ra cái tự nhiên để lại cái lỗ sẹo. Cũng có những cái sẹo rỗ do mụn đồ đen to nữa. Nhưng mà cái đó chắc to lâu ngày nó mới gây ra cái sẹo rỗ đó ha. Cho nên cái chuyện mình lột á thì tôi nghĩ rằng tốt nhất là nên làm sạch ha, tẩy da chết thường xuyên, còn lột thì lâu lâu có thể làm được, cũng không vấn đề gì, cũng không phải là nguyên nhân chính thì gây lỗ chân lông to. Nhưng là cũng hồi xưa cũng có nhiều người nói là mình lột xong nó nhanh nó bị hoài thì thực ra rõ ràng là chất bã nó sẽ luôn bị hoài mà. Vậy đó, cái đó cũng không gì. Bạn Tờ Trần nói là em vào coi live trễ. Bạn này là anniversary follower 2 năm của chị luôn đó. Xin tên đầy đủ chấm mụn để tìm mua chai này. Còn như chị đi. Chai này chị bán ở Diva hả chị? Diva có đầy mà đang có gì đó nghe nói có khuyến mãi đúng không? Cực kỳ lớn cái này. Black Bill Acne Sport bạn ha. Nói chung bà team Diva sẽ connect với Trần Tờ. Cái chấm mụn đó có bán lẻ không bác sĩ? Có. Bán lẻ là sao, là chiết ra hay là bán một chai? Cái này ở nhà lúc nào chị cũng để 5 chai cho Vivi đó. Nó tài ngày đêm sáng tối, tại vì nó không được chăm sóc rồi, bây giờ thôi chắc mụn sẹo rỗ chắc đầy một mặt rồi đó. Mà thiệt các bạn kỳ cũng chấm mụn từ nhỏ luôn á. Cho nên giờ em cũng đâu có bị nhiều đâu. Thì tức là chỗ nào mà nó đang, rồi đặc biệt là sắp tới chu kỳ kinh nguyệt đó, nó sắp có kinh đó, trời ơi là nó giàu với là những cái mụn li ti đỏ 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 đó. Nó lên kinh khủng luôn, mà bây giờ mình làm sao, mình dùng thuốc gì, mình làm điều trị gì cho nó được? Đó là cái cơ địa của nó sinh ra, mình chỉ có hạn chế nó đi thôi. Thì nó sẽ bôi lên những cái đó thì bắt đầu nó khô lại, nó không phát triển thành mụn viêm. Rồi Rob Lê hỏi cái chấm mụn bao nhiêu ạ? Chị Thảo hay nói là tôi không có nói chuyện về giá cả, để cho team admin sẽ connect với bạn, comment cho các bạn cái ưu đãi của cái sản phẩm này ha. Diva đang có ưu đãi lớn về cái này. Mua tế bào chết giá bao nhiêu, ưu đãi không ạ? Rồi bên team của Diva cũng sẽ liên hệ với Hồng Thanh nha. Chị Thảo ơi, dịp hỏi nè, em da dầu bị mụn nhưng không biết dùng mỹ phẩm nào tốt cả, chị giới thiệu kỹ các sản phẩm sữa rửa mặt tẩy da chết chị đang xài đi ạ. Bạn quay lại khoảng 20 phút á là mình có, chị Thảo có nói về cái đó đó chị ơi, chị vào trễ đúng không? Chứ này chị Thảo có nói rồi. Nói chung ở Diva là mình không có xài thương hiệu gọi là những cái brand commercial đúng không? Commercial ha, mình xài những, đa số là mình sẽ tiếp cận những cái sản phẩm mà dành cho da liễu, mình biết nó chủ yếu nó công dụng thành phần gì để có tác dụng điều trị phù hợp với da hay dễ nhạy cảm của người Việt Nam hay là khí hậu người Việt Nam. Thì mình đang sử dụng hai dòng sản phẩm của hãng Together
với là Teroderm. Teroderm là của Tây Ban Nha, những cái sản phẩm chăm sóc và dưỡng da của nó. Hồi đó khi mà mình tiếp cận với cái dòng này, khi đọc cái tài liệu thôi là mình bị thuyết phục. Bởi vì sao? Một sản phẩm nó ra là nó có nghiên cứu. Nó nghiên cứu xong nó phải giống như nghiên cứu lâm sàng, như người ta thử nghiệm lâm sàng luôn. Nó có nhóm chứng là bên nhóm chứng, và cái phần lab của cái hãng Teroderm này cực kỳ lớn luôn ha, và sản xuất tại Tây Ban Nha, nên mình rất là tin tưởng sản phẩm này. Mình sử dụng, bản thân mình là, chị là sử dụng sản phẩm này là chính yếu hơn 10 năm nay rồi mình không thay đổi gì hết, và nó không phải bị nghiện gì. Bây giờ có cho tôi 100 sản phẩm khác vô nó cũng bình thường, giá trị rất là ok thì bạn Diệp Lê, nếu mà da dầu mà đang không có mụn viêm gì hết thì các bạn có thể xài 5 bước như bác sĩ Hảo nói đó: rửa mặt, tẩy chất, dưỡng ẩm, chống nắng. Thì cái kem dầu nữa, kem dầu đó. Bước kem dầu là gì? Em cũng không biết luôn á. Kem dầu thì mình lại cái đó, ví dụ mình sử dụng, tại sao mình sử dụng hai hãng sản phẩm, tại vì có những sản phẩm đó, cái hàng của châu Âu nó không phù hợp cho người châu Á, nên mình sẽ dùng những sản phẩm mà của nước châu Á sản xuất. Ví dụ như Teroderm nó sẽ có cái sản phẩm là zinc gluconate, nó sẽ bôi vô để nó làm giảm cái sự tiết dầu đi ha. Cái này quên đem lên rồi. Giảm tạm thời hay là sao chị? Tất nhiên rồi. Tức là cái tốc độ tiết dầu nó sẽ có nghĩa dùng mình bôi mình sẽ thấy cái da mình nó bớt dầu nhiều hơn. Có nghĩa dùng khi nào mà da tiết dầu nhiều. Đúng rồi. Hoặc là những người đêm hoặc dùng thường xuyên cũng ok ha. Thì nếu mà da dầu mình sử dụng sản phẩm này, cái này thành phần của nó là cái gì ta? Sữa rửa mặt đúng không chị? Thủy hỏi đúng không? Sữa rửa mặt da dầu dùng loại nào tốt? Thật ra loại nào phù hợp cũng được nha Thủy. Nhưng mà ở đây thì mình sử dụng cái sản phẩm này. Ok. Zinc Crouton Gel nè, cái này mình cũng cho BB sử dụng. Zinc hả? Zinc là dành cho da dầu, tuyệt vời nè. Zinc là... thơm lắm. Này, em thử trên tay, em thử rồi. Hoặc là nó đó hả chị? Thử. Dạng gel, giống như hồi nãy nói rồi đó, mà Kỳ cũng thấy luôn. Miễn là da dầu thì các bạn lựa chọn những sản phẩm dạng gel thì nó sẽ sạch cái bề mặt hơn. Thơm. Mùi giống mùi spa chị ha. Cái mùi này là em nhớ là hồi xưa đi spa hay... Ok, rồi sau đó là dùng tẩy da chết Lê ha. Tẩy da chết này hồi nãy bác sĩ Thảo bạn coi lại livestream á, ăn thử ha, thử trên da nó cực kỳ thích luôn. Thích lắm, nó sạch nhưng nó luôn luôn làm da mình ẩm. Rồi, dưỡng ẩm mình lại dùng của hãng Teroderm cho da dầu, nó hơi khó một chút xíu tại vì á là nó chỉ cần nó hơi có dạng cream, hàng châu Âu nó không có tốt cái da dầu. Theo chị đánh giá là dễ bung bít hả chị ha. Đúng rồi. Thì tại vì nó khí hậu ẩm đó, khí hậu lạnh đó, nó hay khô, nên nó chế cái sản phẩm nó hơi cảm giác nó hơi tắt một chút xíu. Do đó là mình sử dụng cái dưỡng ẩm cho da dầu, nó lại là sử dụng của hãng Teroderm, hai cái hãng duy nhất là mình sử dụng thôi. Cái này các bạn có thể search, các bạn sẽ thấy nó không phải là nó không có trong trung tâm thương mại. Nó chỉ có ở các clinic của bác sĩ da liễu ở cái hãng này cũng vậy luôn, Teroderm ở Hàn Quốc đó. Những cái clinic lớn hoặc bệnh viện da liễu bạn mới thấy được cái sản phẩm này, chứ nó không có commercial ở ngoài ha. Bạn nào ở Sài Gòn thì cứ việc qua đây thử thấy hợp mua đúng okay. không? Khi mua mỹ phẩm mà có chỗ thử mình nên đến mình thử. Thương nói là da dầu mỗi lần rửa mặt em chỉ muốn rửa sạch hết mọi dầu trên mặt đi thôi, ghét dầu lắm. Trời Thương ơi, Thương yêu dầu đi. Người này có muốn có dầu không có được nè. Đây da dầu toàn mặt bẩm sinh đi. Mình tập sống chung với nó là ok. Không, em là đang kiểm soát dầu ở cái mức đủ dùng. Nhưng có những người á, giống như chị đi ra ngoài đó, chị thấy mấy cái em trai á mà bán hàng hay gì á, trời ơi nhìn cái dầu của em mà mình muốn đè em xuống mình rửa một phát cho em vậy đó, tức là nó bấm mà nó dày cái dầu, mình cảm thấy một lớp dầu luôn và nó mụn chi chít ví dụ vậy ha. Rồi bạn chắc chắn là những bạn đó sẽ không có thể da chết, thì ở cái mức đó thì người ta sẽ khao khát một cái không dầu thoáng và không dầu rất là nhiều. Chị hiểu bạn Thương này vậy. Đôi khi chị nhìn cái da Vi á, chị cũng bức bối luôn á. Trời ơi, nó dầu mà mình thấy một cái lớp ở trên luôn. Phải hối thúc đi vô rửa mặt liền, mà chị hay quên á. Chị không bao giờ chị để ý là da tôi đang dơ, không bao giờ có một sự chú ý đó. Chị mẹ thôi. Thì cái da dầu nó cũng gây cái sự khó chịu, tại vì em chăm sóc tốt em cũng thấy khó chịu, chứ nhiều người người ta thấy khó chịu lắm. Nhưng bạn Thương, chỉ cần rửa mặt vừa sạch vừa đủ, phải giữ độ ẩm chứ không được sạch căng quá mức ha. Ví dụ như có những trường hợp bạn rửa mà bạn thấy cái da bạn kinh khít giống như mình khô sạch đã, thì cái đó là bạn đang làm mất cái hàng lớp rào độ ẩm. Hàng rào độ ẩm bảo vệ da, bảo vệ da đó ha, cái lớp surfactant đó ha, nó không có tốt vậy ha.
Da dầu nên dưỡng ẩm hơn có nha, dùng dưỡng gel nha, ví dụ serum nha, nó chỉ cung cấp nước thôi. Là thường phải tìm được cái sản phẩm như vậy, nếu không biết thì tới Diva ha. Thấy nó da mặt bị dầu nhiều hơn sau khi dùng dưỡng ẩm đó hả? Đó, tại vì bạn có thể bạn đang sử dụng cái sản phẩm hơi chứa dầu đó. Cream ha, không phù hợp ha. Thường cứ chọn loại gel á, thương hoặc là serum ha. Chị Nguyễn hỏi nè, sữa rửa mặt cho da dầu nên dùng loại nào tốt? Dùng dạng gel ha, những cái thương hiệu nên tốt chút xíu. Có rất nhiều, và bây giờ quá nhiều sản phẩm trên thị trường mà nói bạn là dùng cái nào cũng không biết nên, nhưng mà tốt nhất là dạng gel và có thương hiệu một chút xíu, ví dụ như sản xuất ở Pháp, ở Úc, ở Mỹ, ở châu Âu, ở đâu đó. Nhưng mà đừng có thật ra là chị thấy online đó, vì online nó chiếm mạnh quá, thì chị cũng thấy giới thiệu những sản phẩm như từ Hàn Quốc hay đâu đâu đó, thì không biết là nguồn gốc thực sự nó như thế nào. Thì đa số những cái sản phẩm các bạn phải thấy là nó được PSF công bố, nó được giống như nó bán ở một cửa hàng nào đó, thường thường là như vậy. Cửa hàng mà public tốt á, thì thường thường nó phải có cái giấy đăng ký sản phẩm. Chứ nếu không là bị quản lý thị trường hốt, ví dụ những sản phẩm đây là đều phải có cái chứng nhận hết ha, sở y tế tới ha kiểm tra mà không có là mệt á ha. Do đó là để biết cái thương hiệu nào thì các bạn cũng nên tìm những cái thương hiệu hơi tốt một chút xíu dưới dạng gel ha, ha, tạo bọt, và được bán ở ví dụ trung tâm thương mại thì chắc chắn nó phải có, chứ không thể không chắc có chắn. Nó dám trời đi ơi, phải vô có nhãn phụ tem phụ chốc xíu cũng bị phạt nữa, nó khó đó, ví dụ vậy. Nói chung bạn tìm thứ nhất là bán chính hãng nè, cái đó quan trọng á. Cái sách tay nói chung online thì cũng phải kiếm hàng mo chính hãng, còn nếu không cứ đến những cái chỗ đến cửa hàng mình thử các bạn, mua mỹ phẩm thử lên da cái. Thế rồi các bạn quan tâm này, nếu mà ở Sài Gòn qua quận 3 thử thử được bố. Rồi. Bác sĩ Thảo đọc comment và tư vấn rồi nha, marketing. Các bạn bây giờ là mình kết rồi đó, được rồi đó. Các bạn nếu mà có những cái gì mà có liên quan tới dầu và mụn mà nãy giờ chị Thảo hoặc là Kỳ chưa có trả lời cho các bạn á, các bạn cứ việc để cái cứ việc comment vô cái livestream này đi, tại vì những bạn ở trên marketing sẽ thu thập những cái câu hỏi của các bạn, và có thể mình lại có một cái buổi khác hoặc chị Thảo sẽ có một cái buổi khác để giải đáp những cái thắc mắc này. Và các bạn muốn những cái livestream lần sau mà bàn về da này nọ đó, các bạn muốn bàn về cái gì, da khô chẳng hạn, như Kỳ là muốn biết về da khô nè, thì các bạn có thể comment để Diva có thể làm những cái buổi, thật ra thích làm buổi livestream lắm luôn á, nhưng mà cần phải có nhiều nội dung đúng không, thì bây giờ nội dung các bạn cứ cho càng nhiều thì càng có nhiều nội dung để mình làm thôi. Ok nha các bạn. Rồi nói chung là nếu mà đọc theo đúng của bạn này là hy vọng buổi livestream sẽ mang lại những ai sở hữu làn da dầu mụn còn nhiều băn khoăn. Nói chung á là da dầu các bạn sẽ rất là bức bối về cái chuyện là lúc nào mình cũng làn da của mình cũng nhầy nhớt, trang điểm nó cũng ăn phấn không có tốt ha, nó hay bệt, nó hay đổ dầu. Tuy nhiên là có một điều rất là may mắn cho các bạn là những làn da dầu sẽ rất ít nếp nhăn li ti trên bề mặt ha, rất là tốt chuyện đó. Do đó các bạn hãy vui vì cái điều đó của mình ha. Và tất nhiên là chăm sóc thôi, da khô chăm sóc kiểu khác, da dầu chăm sóc kiểu khác, da nào cũng phải chăm sóc hết. Bạn hãy chăm sóc như những gì mà bác sĩ Thảo và Kỳ hướng dẫn nãy giờ, thì chắc chắn là bạn sẽ control được vấn đề dầu của mình và không bao giờ đi vô con đường là bị mụn quá mức ha. Còn những mẹ nào mà có con gái và hay con trai chuẩn bị dậy thì giống như bác sĩ Thảo thì hãy làm theo kinh nghiệm của mình, cho bé rửa mặt nè ha, rồi tẩy da chết nè, ít lại chí ha, còn nhỏ quá không có tẩy nhiều, chỉ khi nào thấy mà nó quá nhiều dầu hoặc là mụn đen mình mới tẩy ha, chứ mình không có tẩy định kỳ mỗi tuần luôn ha. Rồi mình sử dụng cái sản phẩm Let's Feel Acne Spot cho BB nè ha. Mình cũng thỉnh thoảng cho cái dưỡng ẩm thôi, khi nào thấy da nó hơi khô, chứ mình không quá lạm dụng cái mỹ phẩm trên da của một đứa bé mới có 12, 13 tuổi. Nên chị kháng viêm, chị điều trị cho nhau được bị viêm. Đi theo cái vấn đề nó đang hiện tại, mình kiểm soát nó giảm xuống thôi, chứ mình đang không có cho dùng quá nhiều sản phẩm vô ha. Ok. Nếu có câu hỏi thắc mắc nào nữa thì hãy gửi câu hỏi comment nha. Và Diva chắc chắn là đang có những chương trình rất là hấp dẫn cho da dầu và những sản phẩm chăm sóc dầu nha. Các bạn theo dõi comment trên livestream này nhé. Chào. Chào tạm biệt các bạn. Goodbye.